Kính chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, chiều 9 tháng 12, tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Lê Quang Tùng vừa được Quốc hội bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội. Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng với kinh nghiệm trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Long Hải sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp ngành trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, chia sẻ hỗ trợ cho đồng chí Nguyễn Long Hải trên cương vị công tác mới. Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, quê quán xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật học. Ông đã trải qua các chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Cạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Long Hải được bầu là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyển sang thông tin khác. Ngày 9 tháng 12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nho Quan sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và bày tỏ niềm tin, hy vọng đối với những đổi mới của Quốc hội gần đây. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chính sách cho người có công, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường. Cử tri cũng đề nghị khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị một cách đồng bộ, tổng thể và sớm ổn định để cử tri và nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn và ghi nhận các ý kiến xác đáng, trách nhiệm của cử tri. Liên quan đến cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là đòi hỏi tất yếu khách quan của cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ninh Bình cần thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy với quyết tâm cao nhất. Các ý kiến của cử tri tại hội trường đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổng hợp theo nhóm vấn đề để trình Quốc hội và các cơ quan trung ương theo thẩm quyền. Sáng 9 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị bàn tròn giữa chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 16 nội dung kiến nghị của phía doanh nghiệp Nhật Bản đã được các sở, ngành, đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh trao đổi và bước đầu có kết quả trả lời tại hội nghị. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá thành phố Hồ Chí Minh đã có những cải thiện đáng kể giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thời gian qua. Nhiều nội dung kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như môi trường, đời sống, thuế hải quan, pháp luật lao động đều đã được thành phố Hồ Chí Minh giải đáp. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn đọng kiến nghị liên quan đến lao động như quy định giới hạn trần về số giờ làm thêm, giấy phép lao động. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh những vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản đã giúp thành phố nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong triển khai các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh, để từ đó phải cải cách mạnh hơn nữa, hoàn thiện và thúc đẩy tốt hơn hoạt động của các sở ngành lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản vì sự phát triển của cả hai bên. Theo thống kê, tính đến nay Nhật Bản có gần 1.800 dự án còn hiệu lực tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 5,88 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong số 127 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng và giải pháp để tạo ra đột biến, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Chuối, một trong những cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thời gian qua đã được các nhà khoa học nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống tạo ra những cây trồng có năng suất và chất lượng vượt trội. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay thì cây chuối là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lào Cai, đem lại cái giá trị kinh tế rất cao. Và mỗi một hectare chuối có thể đem lại hàng trăm triệu đồng tiền lợi nhuận thu hoạch được từ chuối. Thì cái việc mà cung cấp những cái giống chuối đủ tiêu chuẩn, đảm bảo sạch bệnh, kháng được sâu bệnh, các cái giống thóc, rồi là các cái giống cây ăn quả. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy, trong những năm qua, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai thực hiện nghiên cứu chọn tạo nhiều giống cây trồng với năng suất cao, chất lượng vượt trội. Từ năm 2022, giống lúa thảo mộc LC26 đã được nghiên cứu và trồng thử nghiệm, mang lại giá trị cả về kinh tế và giá trị khoa học. Vừa đã có giá trị về dinh dưỡng, về có cả về hiệu quả kinh tế. Họ đánh giá là với cái sản phẩm giống lúa LC26 này là có về năng suất và có sẽ tăng thu nhập so với cái lúa đại trà ít nhất là
khoảng 1,5 lần. Hiệu quả nông nghiệp công nghệ cao mang lại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để nhân rộng và đẩy mạnh thì còn nhiều khó khăn như nguồn vốn đầu vào cao, nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, cần tận dụng tốt những lợi thế sẵn có, tăng cường nghiên cứu, đầu tư, đưa công nghệ cao vào sản xuất. Ở khu vực này đấy, thì phát triển cái ứng dụng công nghệ cao rất là dễ và rất là thuận lợi, chứ không như là ở các vùng thấp. Cho nên mà trong thời gian tới đấy, thì ở các cái khu vực có khí hậu ôn đới, ví dụ như Simacai, Bắc Hà, Sapa, là chúng tôi sẽ xây dựng cho phát triển các cái dự án sản xuất công nghệ cao ở những cái khu vực này, thì chúng chắc chắn là sẽ cạnh tranh tốt hơn. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cần phù hợp với yêu cầu sinh thái của đối tượng cây trồng vật nuôi và bảo đảm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu từng địa phương. Việc quy hoạch sản phẩm, quy hoạch và sử dụng đất đai cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái, phát huy lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, ổn định đời sống, bảo vệ lợi ích của người nông dân. Cùng với hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng Internet kết nối vạn vật IoT, điện toán đám mây Cloud và trung tâm dữ liệu Data Center đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình hạ tầng số. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ phát triển DC và Cloud nhanh nhất tại ASEAN. Rất nhiều doanh nghiệp trong nước đã tập trung đầu tư vào lĩnh vực này, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp khu đô thị thông minh, doanh nghiệp này phải lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu của khách hàng. Do đó, lựa chọn sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được xem là giải pháp tối ưu kinh phí, đảm bảo độ trễ thấp và tính ổn định, bảo mật cao. Mobilecore đó là một đơn vị rất là lớn trên thị trường, là chuyên cung cấp những giải pháp bảo mật, thì đồng hành cùng với nhau thì Hikvision cung cấp giải pháp sản phẩm và những cái công nghệ tiên tiến nhất mang đến một cái giải pháp toàn vẹn là về an toàn, an ninh. Chúng tôi có một cái hạ tầng truyền dẫn dữ liệu chính là sóng 5G và hỗ trợ tiêu chuẩn NB-IoT, là một tiêu chuẩn mà rất nhiều các thiết bị IoT bây giờ đang sử dụng. Đấy là một lợi thế liên quan đến phần hạ tầng truyền dữ liệu. Lợi thế thứ hai là chúng tôi có những hệ thống Cloud Data Center để lưu trữ hình ảnh camera online để giúp cho cái việc mà lưu trữ sau này. Ưu tiên phát triển trung tâm dữ liệu trở thành không gian mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Mobifone, với mục tiêu doanh thu năm 2028 đạt hơn 150 triệu đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2023-2028 là 97%. Mới đây, trung tâm dữ liệu Mobifone Node 3, một trong những trung tâm dữ liệu trọng điểm của Mobifone đặt tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận chứng chỉ đạt tiêu chuẩn TIA 942. Thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng và độ tin cậy tối ưu trong các hoạt động cung cấp dịch vụ hạ tầng lưu trữ trên thị trường hiện nay. Hiện nay thì Mobifone đã được chứng nhận là cái trung tâm dữ liệu mà có theo tiêu chuẩn là TIA 942, cái tiêu chuẩn mà để đáp ứng một cách tốt nhất cho cái phần mà các cái dữ liệu được lưu trữ tại Mobifone đó, đảm bảo tính an toàn, tính bảo mật và cái khả năng tương thích và khả năng kết nối cao. Dự báo thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ có sự bùng nổ với quy mô đến năm 2030 đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ. Với những lợi thế sẵn có về hạ tầng và nguồn lực chất lượng cao, Mobifone là một trong những đơn vị nòng cốt đồng hành cùng chính phủ và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030. Chuyển sang các thông tin khác. Chiều 9 tháng 12, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Võ Ngọc Khánh là tài xế xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn với 8 xe ô tô khác trên quốc lộ 51. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2024, Võ Ngọc Khánh sinh năm 1981, thường trú tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 72C04718 kéo theo rơ móc lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai đi Bà Rịa, Vũng Tàu. Khi đi tới quốc lộ 51 đoạn qua phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thì xảy ra va chạm liên hoàn với 8 xe ô tô đang lưu thông cùng chiều trên tuyến quốc lộ 51. Rất may là tai nạn không gây thương vong về người. Chiều ngày 9 tháng 12, thông tin với báo chí thì Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An cho biết là trong các đợt tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng tháng 11 vừa qua, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát đã phát hiện 21 cá thể lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân. Số lợn rừng chết bất thường được phát hiện tập trung tại lâm phần quản lý của trạm Khe Choang, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Các trạm Khe Thơi, Tam Đình và trạm Tam Hợp, xã Tam Quang, huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An. Các cá thể lợn rừng chết được phát hiện dọc theo các khe suối và không có dấu hiệu tác động từ việc săn bắn trái phép của con người. Lực lượng kiểm lâm nghi ngờ có dịch bệnh đang phát tán trong quần thể lợn rừng hoang dã.
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát đã báo cáo để các ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh trong vườn và tránh lây lan cho vật nuôi của người dân ở các bản làng vùng đệm xung quanh vườn. Vườn Quốc gia Pù Mát có diện tích vùng lõi rộng 94.804 ha và vùng đệm rộng 86.000 ha, trải rộng trên địa bàn ba huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, gồm Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn. Nơi đây có hệ sinh thái rừng vô cùng đa dạng và đặc sắc với nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam. Giới chức Indonesia ngày hôm nay cho biết là lực lượng tìm kiếm cứu hộ nước này đã tìm thấy 10 thi thể bị cuốn trôi hoặc bị chôn vùi dưới bùn đất sau khi lũ quét tấn công nhiều ngôi làng trên đảo lớn Java của nước này. Theo lực lượng cứu hộ, mưa xối xả kể từ tuần trước đã khiến nước sông dâng cao tràn bờ, khiến hơn 170 ngôi làng tại huyện Sukabumi, tỉnh Tây Java chìm trong biển nước. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Trong khi đó, lở đất đã khiến một lượng lớn bùn đất đá và cây cối chôn vùi nhiều ngôi làng trên sườn núi, khiến hơn 3.000 người phải sơ tán đến những nơi trú ẩn tạm thời. Lũ lụt và lở đất cũng phá hủy hàng chục cầu đường và hàng trăm hecta diện tích trồng lúa. Gần 1.200 ngôi nhà bị ngập đến tận mái, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại. Mùa mưa ở Indonesia kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, thường gây ra lũ lụt và lở đất tại Indonesia. Ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách trị giá 13.900 tỷ yên, tương đương 92,7 tỷ đô la Mỹ, bổ sung cho năm tài chính 2024. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho các biện pháp kinh tế của chính phủ Nhật Bản nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát. Cụ thể, trong gói ngân sách trên, chính phủ Nhật Bản sẽ dành 5.800 tỷ yên cho tăng trưởng của nền kinh tế và nền kinh tế địa phương thông qua tạo môi trường để tăng lương, khoảng 3.400 tỷ yên để ứng phó với tình trạng giá cả sinh hoạt tăng và 5.800 tỷ yên cho việc đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tài trợ khoảng 50% khoản ngân sách bổ sung này thông qua việc phát hành trái phiếu mới và đặt mục tiêu thông qua dự luật ngân sách bổ sung tại phiên họp bất thường của Quốc hội diễn ra đến ngày 21 tháng 12 tới. Mới đây, thì người dân ở thủ đô Guatemala đã khởi động mùa Giáng sinh năm nay bằng một lễ hội truyền thống của người Kitô giáo có từ nhiều thế kỷ trước với tên gọi Thiêu đốt ma quỷ. Theo đó, hàng năm vào đêm ngày 7 tháng 12, người dân thủ đô Guatemala City nhóm lửa trại để đốt hình nộm của quỷ cũng như đồ gia dụng đã không còn dùng đến như một biểu tượng của sự thanh tẩy. Những người tham dự đã reo hò khi một bức tượng quỷ khổng lồ làm bằng bìa cứng với cây đinh ba trên tay đã bị hóa thành tro, cùng lúc với việc đốt pháo hoa. Theo giới nghiên cứu lịch sử Guatemala, việc đốt hình nộm quỷ bằng bìa cứng là một hình thức thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật làm hình nộm bằng bìa tại thủ đô của quốc gia Trung Mỹ. Lễ hội này cũng khởi đầu cho mùa lễ hội Giáng sinh tại Guatemala.